Muội đánh lạc sự chú ý của hắn, để ta tấn công. Một mình tỷ có được không? Giải quyết nhanh đi nào. Ai bị chết, ai bị thương, ngươi không biết hả? Tôn Ngộ Không bị Thiết Phiến công chúa dứt xuống vực rồi, giờ đã dở dụng rồi đó. Tinh Tinh à, Tinh Tinh. Cả một người tên là Tử Hà nữa. Ngươi đã nói tên của người đó đến 784 lần rồi. Ta nói vậy chắc chắn nàng sẽ không hiểu đâu. Nhưng khi nàng nghe ta nói chân tướng xong thì nàng sẽ hiểu ra thôi. Ta hiểu rồi. Ta còn chưa nói gì nàng đã hiểu rồi sao? Chúng ta quả là có duyên trời định sẵn đó. Ta hiểu đầu óc ngươi có vấn đề. Rốt cuộc ta phải nói thế nào nàng mới hiểu được đây? Vậy thì nói mấy lời tích sự đi. Lúc nãy ngươi bước từ động bằng tơ ra, có phải ngươi có quen bằng tơ đại tiên không? Ngươi có thể giúp ta giới thiệu, ta muốn bái ngài ấy làm thầy. Bằng tơ cái gì chứ, ta còn chưa nghe nói bao giờ. Tinh Tinh nàng nghe ta nói đi. Ta từ 500 năm sau đến, hoàn toàn là để tìm được cách cứu nàng. Ông trời đã cho chúng ta đoàn tụ vào 500 năm trước, vậy chúng ta lập tức thành thân, thay đổi bi kịch của 500 năm sau. Không ngờ ha, ngươi cũng là một kẻ đối với tình yêu một lòng một dạ đó. Nhưng mà trái tim ta đã có chủ rồi. Nhưng mà hắn là một tên bội bạc, nhưng ta nhất định sẽ tìm được hắn, kết thúc mối tình đó, rồi bắt đầu một tình cảm mới. Thực ra tên bội bạc mà nàng nói chính là ta đây. Quá ra người chính là con khỉ thối đó. Đứng lại, người đứng lại cho ta. Cho ta giải thích chút đi mà. Nói đi, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Đứng yên đó. Nàng ngày càng gầy đi rồi đó. Muốn tập kích, đừng có hòng. Ta đã giết chết nó rồi, bây giờ nàng không cần phải sợ nữa đâu. Nàng nhìn cái gì chứ? Ta thật sự không phải là Tôn Ngộ Không. Ta biết nàng định nói cái gì. Dù gì thì ta có nói với nàng chuyện này cũng khó mà giải thích được. Với dù ta có giải thích được rõ ràng thì nàng cũng sẽ không tin đâu. Ta tin ngươi. Vì con khỉ thối kia sẽ không dịu dàng với ta vậy đâu. Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai? Ta chính là chồng nàng vào 500 năm sau. Nàng vì ta mà từ bỏ thứ tình cảm đó. Tại sao ta phải ngàn dặm xa xôi chạy đến tận đây? Tất cả là vì nàng đó. Tinh Tinh à, ta nhớ nàng quá. Thực sự rất là nhớ nàng. Nàng có tin ta không? Ta không tin. Cũng không thể trách nàng được. Để ta nghĩ xem nên giải thích với nàng thế nào. Nhưng ta thật sự không phải là Tôn Ngộ Không. 500 năm sau, ta là một tên sơn tặc vô cùng anh tuấn tiêu sái. Đại ca, đệ không nghe lầm chứ? Hắn là sơn tặc, còn là của 500 năm sau. Quá ra không phải là tiên nhân, cùng nghề với chúng ta sao? Đại ca, lừa chúng ta bấy lâu nay, để ta đi cho hắn một bài học nha. Thôi thôi thôi, đừng có nông nổi. Nghe nha, hắn chưa bao giờ nói hắn là tiên nhân gì cả, là chúng ta hiểu lầm hắn thôi. Với lại, hắn cũng liều mạng cứu chúng ta ra, đúng không? Đúng rồi, chúng ta hành tẩu giang hồ là phải trọng nghĩa khí, phải biết ơn đó. Đại ca, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Làm gì hả? Tìm gì đó ăn uống rồi xem kịch thôi.不过我觉得我好像认识你，绝对认识我，而且很熟，非常的熟，五百年之后。没错。那你说，我们怎么认识的？在一个月黑风高、黑漆漆的夜晚，我是至尊宝，你是白骨姐姐。奇妙的爱情就是从桥头上这一点火开始的。喜欢吗？ 原来你就是那只臭猴子！臭猴子！我才一转身，你的手指就突如其来的向我，然后我的整个手…… Cả cánh tay của ta đã bắt đầu bốc lửa rồi. Sau đó, nàng đã ra sức đánh ta, ra sức đánh ta. Khoan đã,
Không phải đánh như vậy đâu, là thế này nè. Ta đánh. Nàng đã nhìn thấy chưa hả? Diễn biến sau đó có thể dùng từ khúc khuỷu quanh co để hình dung. Nhưng bất tình lình lại xuất hiện một con trâu ma dương. Ta liền bị tỷ tỷ của nàng bắt về động bằng tơ. Đi thôi. Cái gọi là năm tháng như mũi tên bay, đúng là không sai chút nào hết. Vì mới chớp mắt một cái đã vào đến trọng điểm rồi. Lúc ở đoạn nhai bích chính là lúc tình cảm của chúng ta bùng phát. Lúc đó ta đã bất chấp tất cả sờ soạn nàng, nàng cũng đã bất chấp tất cả sờ ta. Chúng ta còn lập ra lời thề vĩnh viễn không rời xa nhau nữa. Kể từ hôm nay, ta sẽ luôn ở bên nàng. Tiếc là niềm vui trước giờ luôn ngắn ngủi. Thứ đổi lại được sẽ luôn là nỗi đau và cái thở dài vô cùng vô tận. Tinh Tinh à! Tinh Tinh à! Tinh Tinh! Tinh Tinh à! Tinh Tinh à, nàng không được chết. Tinh Tinh à, Tinh Tinh à, ta không muốn sống nữa đâu. Tinh Tinh, Tinh Tinh à, sao nàng lại chết được chứ? Tại sao? Tinh Tinh à. Sau đó ta chỉ đành dùng nguyệt quang bảo hợp khiến thời gian nghịch chuyển. Ta phát hiện quá ra là nàng tự sát ở ải cuối cùng. Cuối cùng ta đã cứu được nàng. Bỏ đao xuống. Nhưng lần cuối cùng thời gian quay lại, hợp nguyệt quang có cố chướng, ta liền quay lại 500 năm trước. Như vậy đó. Vậy giờ chàng muốn sao? Bây giờ ta gặp nàng rồi, ta không cần quay về nữa đâu. Chúng ta thành thân đi. Ta vừa tỉnh ngủ, trải qua vô số chuyện bên ngoài nên tiện đường đến đây bái sư học nghệ. Chàng đột nhiên đòi thành thân với ta. Ta còn chưa đánh răng nữa. Ta biết rồi, không sao đâu. Nói chuyện với nàng lâu như vậy chắc chắn nàng không tiêu hóa nổi đâu. Ta có thể đợi nàng mà. Là ai vậy? Ai vậy? Mỹ. Sao lại không có? Để ở đâu rồi? Còn để ở đâu được nữa chứ? Mỹ nhân, nàng trực tiếp quá đó, đừng có làm loạn. Nguyệt quang bảo hợp đâu? Bây giờ không dùng nguyệt quang bảo hợp được nữa. Ta hỏi ngươi, nguyệt quang bảo hợp ở đâu? Kho bảo hiểm của ta ở trấn. Ngươi giấu ở đó làm cái gì? Lúc nàng bị thương cứ nhớ mãi đến nguyệt quang bảo hợp. Đương nhiên ta phải giữ gìn cẩn thận rồi. Ngộ nhỡ hôm hôn lễ không đưa nàng được thì phải làm sao? Mỹ nhân, nàng đừng có đi mà. Sáng sớm mai ta sẽ lên trấn lấy về.
Chọn được chưa? Đợi chút đã, sắp xong rồi. Thích không hả? Thích quá. Trước giờ chưa có ai tặng ta đồ đẹp như vậy đó. Đúng vậy đó, đúng là rất hợp với nàng. Sao nàng lại đẹp như vậy chứ? Vậy sao? Đừng lừa ta đó, thật mà. Nhưng mà nếu cái này là màu trắng thì tốt, hợp với ta hơn. Nàng hiểu cái gì chứ? Màu sắc phải tương phản, có tương phản nhìn mới độc đáo, hiểu không hả? Cũng phải ha, màu tím cũng rất là đẹp. Ta chưa từng có đồ màu tím. Có đẹp không? Đừng có đeo nữa. Trời nóng như vậy đeo làm cái gì? Chúng ta ra chợ đi dạo đi. Đi thôi. Lại sao vậy? Mỹ Nhân à, đừng có tức giận. Ta biết lỗi thật rồi. Xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì chứ? Ta cũng vì muốn bảo vệ nên mới đem gửi định kỳ. Nguyệt Quang Bảo Hợp là thứ tiền tài gì sao? Gửi định kỳ cái gì? Bọn họ nói với ta như vậy phí ít hơn một chút. Quá ra ngươi lừa ta. Nói cái gì mà đều là vì ta, toàn là nói dối. Không đâu Mỹ Nhân, ta yêu nàng. Nàng nghe ta giải thích, ta không đâu. Đừng đi, nghe ta nói đã. Nói đi nào, không phải nàng không chịu nghe ta giải thích sao? Người có nói không, không nói thì thôi. Ta nói, ta nói. Ta rất là coi trọng tiền. Nhưng mà so nàng với tiền bạc, chắc chắn tiền bạc không quan trọng bằng nàng đâu. Làm gì vậy? Cho nàng xem trái tim của ta. Nàng nhìn đi. Ba ngày ban mặt, mặc vào đi, có sao đâu chứ. Thực ra, Mỹ Nhân à, trừ mẹ và Hoàng Liễm Bà ra, nàng là nữ nhân duy nhất từng thấy cơ thể của ta. Ta cũng thật là xui xẻo. Mỹ Nhân à, nàng muốn làm gì vậy? Rửa mắt, nhân tiện đánh răng. Nhìn gì vậy? Chắc là Nguyệt lão tái thế. Không dám. Gọi ta tiểu khâu là được rồi. Ghê quá đi. Mặc kệ gọi là gì, bó cho hai chúng ta đi. Không được. Tại sao? Duyên phận ắt có trời định. Ta chỉ thuận theo thiên mệnh mà thôi. Ta cần phải xem hai vị có phải đôi tình nhân trời định hay không. Còn xem được cái này nữa sao? Ta có thể xem hai người có tâm linh tương thông, thấu hiểu lẫn nhau hay không. Làm như thật đó. Tính đi nào. Muốn tính thế nào đây? Hai vị đưa tay cho ta. Vậy hai vị ai xem trước? Chắc chắn là nữ trước rồi. Cô nương nè, nghĩ đến nơi cô muốn đến nhất. Có rồi. Một ngọn núi Quang Du. Trên núi có cái động. Ta thấy tên động Bàn Tơ. Động Bàn Tơ. Đúng vậy đó. Động Bàn Tơ không phải có sông có núi sao? Sao lại Quang Du được? Đó là chuyện 500 năm sau. Ta chưa từng đến 500 năm sau. Sao lại nghĩ đến cảnh tượng đó? Bởi vì nàng là nương tử trời định của ta. Hơn nữa nơi đó là nơi hai chúng ta định tình đó. Nhìn gì mà nhìn, bỏ tay ra đi. Còn ngươi là một cánh đồng qua hướng dương bát ngát. Ở giữa có hòn đá lớn. Phía trước là một cô nương. Chỉ có thể thấy bóng lưng. Ta nghe thấy tiếng linh đan. Quá ra ở đó còn có cánh đồng qua hướng dương. Lúc đó ta rất là thích linh đan sao? Không thể nào. Đi thôi. Sao vậy? Không nhận chúc phúc à? Nơi quan vắng này có gì mà nhận chúc phúc chứ? Ta đưa nàng đi xem nơi tốt hơn. Đi thôi. Mỹ Nhân à, nàng nghe ta giải thích đi Mỹ Nhân. Mỹ Nhân, rốt cuộc nàng còn định giận bao lâu nữa? Đợi xem đến lúc nào ngươi trả Nguyệt Quang Bảo Hợp cho ta. Ta đã nói với nàng rồi là giờ không lấy ra được. Sao nàng cứ nhất nhất phải dùng Nguyệt Quang Bảo Hợp? Ta tìm giúp nàng một cái giống y hệt Nguyệt Quang Bảo Hợp để thay được không? Không được đâu, 10 cái luôn. Ta hỏi ngươi, nếu ta đã dỡ hết tứ chi của ngươi ra, đổi vào tứ chi của trâu, giống ngươi, thì ngươi có còn là ngươi không hả? Ý gì đây? Cũng chính là nói, Nguyệt Quang Bảo Hợp chính là Nguyệt Quang Bảo Hợp. Bên ngoài ngươi trông có giống Nguyệt Quang Bảo Hợp thế nào, nhưng bên trong không phải thì cũng vô dụng thôi. Không phải là ta đang muốn giúp nàng ứng phó sao? Mỹ Nhân à,
Nàng làm gì mà gấp gáp như vậy chứ? Ta đã đồng ý với nàng sẽ dùng người quan bảo hợp làm sính lễ. Hôm thành thân ta sẽ đưa cho nàng. Ngươi đã đồng ý đưa cho ta rồi, giờ đưa luôn đi. Không phải đã bảo nàng giờ không lấy ra được rồi sao? Muộn mấy ngày thì có khác gì đâu chứ. Ai nói không khác? Ta biết rồi. Ngươi đang kiếm cớ để nuốt lời. Mỹ nhân à, lão ngô ta trước giờ chưa từng nuốt lời. Ta đã dặn dò thuộc hạ đi làm mũ phượng khăn quàng bản cao cấp. Vì vậy ta nhất định thành thân với nàng. Người có hiểu không? Thành thân và nguyệt quan bảo hợp là hai chuyện khác nhau. Là hai chuyện nhưng có thể cùng làm, không có trùng nhau đâu. Không trùng nhau rồi, sao ngươi không thể tách ra mà làm? Ngươi đưa nguyệt quan bảo hợp cho ta trước đi. Ngươi có đưa không hả? Mỹ nhân à, sao nàng lại để tâm đến món sính lễ này như vậy chứ? Nàng rốt cuộc muốn lấy nguyệt quan bảo hợp để làm cái gì? Thành thân còn gì? Không còn mục đích khác sao? Một tình yêu chân thành là không có mục đích gì cả. Mỹ nhân à, lần đầu tiên ta thấy nàng cười vui vậy đó. Mỹ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Đợi đến ngày chúng ta thành thân, ta tự khắc đưa nguyệt quan bảo hợp cho nàng. Mỹ nhân, hôm nào chúng ta thành thân vậy, muốn biết không? Ngươi đưa nguyệt quan bảo hợp cho ta đi, thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Sao lại đến cái vấn đề này nữa rồi, Mỹ nhân à? Ngươi... Mỹ nhân à, nàng đừng có đi mà, Mỹ nhân. Mỹ nhân à, Mỹ nhân, nàng nghe ta giải thích đi. Đợi ta với Mỹ nhân. Không phải là Quynh nói muốn đưa ta đi ngắm phong cảnh đẹp sao? Chính là ở đây. Nàng xem ở đây đẹp biết bao. Có phải không? Quả nhiên Quynh không có giống hắn. Đã nói với nàng rồi, ta không phải là Tôn Ngộ Không gì hết. Nhưng mà kính chiếu yêu, nàng chỉ cần biết ta là người đàn ông định mệnh của nàng thôi. Nàng là người con gái ta yêu nhất là được rồi. Có lẽ là vậy. Biết đâu Quynh là chuyển thế của hắn. Mấy ngày nay không nghe thấy tiếng chuông của cô, thật là có chút không quen. Chuông nàng lấy đâu ra vậy? Đẹp không hả? Vừa nãy ở chợ đó, tên là Khu Bíp đó, lúc sắp đi tặng cho ta. Nàng có mệt không? Chúng ta quay về đồng bằng tơ trước đi. Quay về lâu như vậy rồi mà nàng từ sáng đến tối cứ đòi nguyệt quan bảo hợp là ý gì? Hỏi nàng lúc nào thành thân với ta, nàng lại cứ đùn đẩy. Rốt cuộc có gả cho ta không đây? Đang hỏi nàng đó. I do. Người làm ta tổn thương mà vẫn còn cười rồi qua. Ta, cô đừng có điên. Đồ đệ cô có phải điên không? Cứ nói linh tinh suốt ngày. Nó không có điên đâu. Nó chỉ là đến giờ uống thuốc rồi thôi. Dù sao ta cũng mặc kệ, chỉ cần cô ấy đồng ý, khỏi một phát là thành thân. Muội thật sự quyết định gả cho con trâu đó hả? Muội lừa hắn đó thôi. Muội đó đang đợi người đàn ông của muội đến đón muội. Muội tin cái tên lừa đảo đó sẽ đến đón muội hay sao? Nếu hắn thật sự quay lại thì ta phải chúc mừng cho muội rồi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cho dù hắn quay lại, muội cảm thấy hắn có bản lĩnh gì để cướp muội từ tay của Ngưu Ma Dương về chứ? Ông trời đã sắp đặt Quynh ấy có thể rút được bảo kiếm tử thanh của muội thì nhất định là chứng tỏ Quynh ấy là một người không tầm thường. Không sai được đâu. Muội vẫn đợi có một ngày Quynh ấy sẽ xuất hiện trong tình huống dạng con mắt dõi theo, trên người khoác áo giáp vàng, chân đạp mây bảy sắc đến cưới muội. Đợi đã, muội chắc chắn là muội nói đến Tôn Ngộ Không.
Con khỉ thối đó chứ. Muội muội à, ta cảm thấy muội không phải là đến giờ uống thuốc đâu, là muội uống nhầm thuốc rồi. Có uống thuốc hay không không quan trọng, quan trọng là lý tưởng đó. Đi đi nào, đi nào, đi nào. Ta không cần tiền thưởng nữa đâu, người thả ta ra đi. Tiểu huynh đệ à, có phải là cậu mệt rồi không? Nếu cậu mệt thì chúng ta nghỉ một lát đi. Cậu khát rồi có phải không? Ta đi tìm nước cho cậu uống nha. Được thôi, đi đi, đi đi, kệ ta. Ta sao có thể mặc kệ ngươi được chứ. Nào chúng ta cùng nhau đi thôi. Đợi đã, ta không muốn uống nước đâu. Ngươi muốn đi tè có phải không? Tè đi. Ngươi ở đây ngó như vậy sao ta tè được? Ta không nhìn ngươi nữa, quay đi đi. Đừng có chạy mà, cẩn thận ngã đó. Cây trượng của ta thổi nai qua rồi, qua cây qua cỏ. Đừng có chạy mà. Cuối cùng cũng cắt đuôi rồi, thật là thoải mái được một chút. Thí chủ à, ta đang dòm ngươi đó. Ngươi xem, màu sắc đậm quá, rõ ràng là bị nóng trong người rồi. Nóng trong người mà, phải chú ý ăn uống đó. Ít dầu, ít muối, ăn nhiều rau xanh và trái cây. Ăn cơm ta có kiến thức lắm đó. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu nào. Kéo lên đi. Đường Tăng chạy đi đâu rồi? Bị đại dương biết thì lại bị đánh. Cuối cùng đã đến rồi. Cuối cùng đến rồi đó. Nếu đã đến rồi thì mau chóng trói ta lại. Đi lãnh thưởng đi nào. Cả đời ta chưa từng có vụ mua bán nào khổ thế này đó. Nhớ là phải thắt nơ, đừng có buộc khúc. Thắt nơ đẹp lắm đó, nhưng đừng có lỏng quá. Cuối cùng có thể lãnh thưởng rồi. Cái gì vậy? Ta tìm Đường Tăng cực khổ như vậy, ra là bị ngươi giấu đi. A-di-đà Phật, vị tiểu ngưu thí chủ này, ngươi là đang hớt tay trên đó. Hắn cực khổ như vậy mới trói ta sang đây, là muốn lãnh thưởng chút tiền thôi. Ngươi thế này là cắt râu rồi. Cắt râu? Hắn muốn lãnh thưởng gì? Ngươi biết ta vì tìm ngươi chạy bao nhiêu lâu không? Để đại dương đánh ta bao nhiêu lần không hả? Vị thí chủ này, nếu như ngươi có dị nghị về chuyện này, hai ngươi có thể so sánh xem ai chịu khổ nhiều hơn. Xem ai ở trong chuyện bắt ta này bỏ ra cái giá càng lớn hơn. Xem ai bỏ ra thời gian càng... Đại dương à, ta mang Đường Tăng về rồi đây. Tinh Tinh, đừng mà Tinh Tinh. Tinh Tinh à, Tinh Tinh. Tinh Tinh à, Tinh Tinh à, Tinh Tinh. Sao lại đến đây rồi? Tử Hà, ta không có nghe đâu, ta không nghe đâu. Ta không muốn, không muốn, ta không muốn nghe. Thấy ác mộng có phải không? Tử Hà nè, có phải là một người rất đáng sợ không? Có ý gì chứ? Không có ý gì cả, chỉ là ngươi lại không ngừng gọi hai cái tên Tinh Tinh và Tử Hà. Đương nhiên, số lần ngươi gọi tên Tử Hà vượt xa cái tên Tinh Tinh. Có liên quan gì đến ngươi chứ? Ngươi muốn làm gì đây? Ta không muốn làm gì cả. Ta chỉ là thấy tò mò, tò mò mà thôi. Có thể để ngươi cùng lúc trong giấc mơ mơ thấy Tinh Tinh ngươi yêu nhất và nữ nhân đáng sợ nhất. Rốt cuộc là giấc mơ thế nào? Sao ngươi nhiều chuyện như vậy chứ?
Ta không có nhiều chuyện, không nhiều chuyện, không sao, không sao. Ta sớm muộn cũng sẽ biết thôi, ta không ngủ nữa đâu. Ngươi đi đâu vậy? Đi làm lễ vật cầu hôn cho nương tử của ta. Không hiểu chuyện, lại dám gạt ta. Đợi chút đã, đợi chút đã. Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Hai người họ cứ lén lút cười cợt, lấy bao bố đến gần ta. Nhất định là mua đồ bất chính. Không phải đâu, muội thật hiểu lầm ta rồi. Là ta để hai người họ làm như vậy. Huynh, ta còn cho rằng huynh đã hoàn toàn gột sạch rồi. Thì ra vẫn một bụng đầy mưu kế như vậy sao? Ta thật không có. Vậy huynh nhờ họ làm cái gì vậy? Cái này đó, giờ ta vẫn không thể nói đâu. Quả nhiên là làm chuyện mờ ám. Không 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 không, tuyệt đối không phải đâu, tuyệt đối không phải. Vậy vì sao không thể nói chứ? Ta chỉ là đang chờ đợi một thời cơ tuyệt hảo nhất. Ngọc bội này sao lại ở chỗ của huynh? Huynh thật là huynh ấy sao? Ta thật không phải hắn đâu. Không thể nào. Ngọc bội này ta biết là vật định tình muội tặng cho hắn. Muội và hắn đã ước định sau này khi muội lớn lên muội sẽ gả cho hắn. Nhưng sau đó rất lâu muội phát hiện đó không phải bộ mặt thật của hắn. Thế nên muội lấy ngọc bội về. Sau đó 500 năm muội hoàn toàn đã buông bỏ mối tình này. Đem ngọc bội này đưa cho ta làm vật định tình. Năm trăm năm sau ta lại thật đem ngọc bội này tặng cho huynh sao? Nhưng qua văn không có giống mà. Đây không phải ngọc bội của ta đâu. Lúc ta bị chuyển đến 500 năm trước, ngọc bội muội tặng ta đã bị dở mất rồi. Ta đã khắc nó lại theo trí nhớ của mình, tuy không thể giống hệt. Xin lỗi. Đầu ngón tay của huynh đã sưng phù rồi kìa. Không sao đâu, lần đầu tiên làm nên tay không có quen thôi. Ngọc bội này rất là đẹp, ta rất là thích. Tinh tinh cô nương à, muội bằng lòng gả cho ta không? Bất luận không gian thời gian có dịch chuyển thế nào, thế sự thay đổi ra sao, ta đều sẽ không buông bỏ muội đâu. Đến chết không từ. Muội bằng lòng rồi sao? Thật sao? Muội thật sự muốn. Ôi trời ơi, tuyệt quá. Cuối cùng muội cũng đồng ý thành thân với ta rồi. Từ nay về sau, người chính là người của ta rồi. Nếu có ai bắt nạt ngươi, hãy nói danh hiệu của ta. Tự thanh bảo kiếm nói cho ta, người có thể rút được thanh kiếm ra chính là ý trung nhân của ta. Mỹ nhân à, thật ra những món ăn này ngon lắm đó. Sao nàng lại không có khẩu vị chứ? Ngươi ăn đi. Xỏa ngô, mau mang đồ lên đây. Đây là mấy món ăn vô giá ta làm cho nàng từ dưới núi để tạo riêng khẩu vị. Không có khẩu vị đâu, cho ngươi hết đó. Ăn đi, ngươi ăn đi.
Vậy chúng ta hãy nói chút chuyện như là khi nào thành thân, 3 ngày sau. 6 ngày trước nàng nói 3 ngày, 3 ngày trước nàng vẫn nói 3 ngày. Tam tam bất tận, lục lục vô cùng. Chúng ta còn có bao nhiêu cái 3 ngày? Ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể không lấy ta mà. 3 ngày thì 3 ngày, dù sao cũng sẽ trôi qua nhanh thôi. Đúng như vậy đó. Đây là cái gì vậy? Răng của ta bị làm cho ngọt liệm rồi nè. Ta tính một chút, ít nhất cũng phải 5 ngày. 5 ngày. Tử Hà, nàng xem ta đã chuẩn bị cho nàng mão phụng tuyệt đẹp như vậy. Thế gian này không tìm được bộ thứ hai đâu. Thô tục. Nàng hãy xem danh sách khách mời này đi. Nhiều không hả? Phàm là những người nổi danh trong giới yêu đều ở trong này. Cục diện thật sự rất hoành tráng, thật sự rất lộng lẫy đó. Hay là ta mời cả bạn bè vốn tiên giới của nàng đến cùng hưởng niềm vui. Gì vậy chứ, nhiều yêu ma quỷ quái như vậy, không thấy ồn ào sao? Ta không thích đâu. Mỹ nhân à, vì một nụ cười của nàng, ta quyết định sẽ lấy ra nguyệt quang bảo hộp. Nàng có muốn không? Muốn. Ta biết nàng chỉ quan tâm cái hộp đó mà không quan tâm đến cảm nhận của ta. Đưa nguyệt quang bảo hộp cho ta, ta sẽ gả cho ngươi. Nhưng phải là 7 ngày sau. Tại sao phải là 7 ngày chứ? Không đợi được sao? Vậy ta đi đây. Mỹ nhân, nàng yên tâm đi. Vào ngày thành thân, ta nhất định sẽ đưa nguyệt quang bảo hộp cho nàng. 7 ngày không được ít hơn. Sự nhẫn nại của ta có hạn đó. Được, ta hứa với nàng. Nhưng nàng phải hứa với ta một chuyện đó. Nói nghe xem. Nàng nhất định phải quên con khỉ thối tha đó. Cái này ta không nói trước được đâu. Có thể 1 đến 2 ngày là quên rồi. Cũng có thể phải 1 đến 2 tháng. Nói không chừng đến 1 năm đó. Đợi không nổi. Ta đợi, ta bằng lòng đợi. Chỉ cần nàng ở lại cạnh ta, ta có niềm tin sẽ khiến cho nàng thay đổi thôi. Sư phụ à, mong người ở trước mặt của Tử Hà hãy thay ta nói vài lời hay ý đẹp đi. Ai là sư phụ của ngươi? Đồ mặt dày. Người một nhà không nói hai lời. Người là sư phụ của Tử Hà đương nhiên cũng là sư phụ của ta rồi. Hôm nay thời tiết không tồi. Ta là một đám mây trên trời, bỗng nhiên trôi dạt vào sóng lòng của nàng. Tử Hà, thời gian 7 ngày thực sự quá dài. Chỉ bằng chúng ta hãy cùng dùng thời gian này để yêu nhau. Nàng nói quá khứ của nàng, ta nói tương lai của ta. Để hai chúng ta tìm hiểu lẫn nhau. Ngươi không nhìn thấy ta đang đi dạo hay sao? Ngươi có biết đột nhiên ngươi xuất hiện như vậy đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ta không hả? Ta chỉ sợ nàng ở một mình nên mới ra ngoài nói chuyện với nàng thôi. Có vài nỗi đau ngươi không có hiểu đâu. Có phải nàng lại nghĩ đến con khỉ thối tha đó không? Ta chỉ cảm thấy gần đây bản thân quá béo, nên cần 10 ngày nửa tháng để giảm béo thôi. Không béo đâu, dốc dáng có chút mập mạp mới là nét đẹp kinh điển. Càng huống hồ dốc dáng nàng là kinh điển của kinh điển. Ngươi nói ta mập sao? Nhưng hiện giờ ta mập như vậy, làm sao mập vừa? Mão phụng long bào ngươi chuẩn bị cho ta được chứ? Mỹ nhân, ta không chê nàng đâu, ta không thích. Cho nên ngươi hãy đợi ta thêm 10 ngày đi. 10 ngày sau chúng ta sẽ thành thân. 10 ngày? Sao lại là 10 ngày được chứ? Hãy quên màn này đi, coi như ta chưa từng đến. 10 ngày sau ta có thể đợi được chứ? Ngọt quá. Âm hồn bất tán. Ăn nói kiểu gì vậy muội muội? 7 ngày sau muội sẽ thành thân rồi. Tới lúc đó ta có thể cùng với Tôn Ngộ Không cao chạy xa bay rồi đó. Không được đâu. Tỷ phải mau chóng tìm lại nguyệt quang bảo hộp cho ta. Đừng có tốn công nữa. Lần này ta nhất định sẽ làm đồng đội tốt của muội, giúp muội với Ngô Ma Dương hoàn thành chuyện thành thân này. Ngô Ma Dương, ta có chuyện nói với ngươi đây. Ngô Ma Dương, dậy đi nào. Ta đọc sách, ta đọc sách. Đọc cái đầu ngươi đó. Đưa đây, ta có chuyện nói với ngươi.
Sao vậy? Ai khiến nàng không vui vậy? Người nói xem, không phải là ta đó chứ. Cứ nghĩ đến chuyện hôn lễ không có tỷ tỷ của ta thì làm sao mà ta vui cho được. Chuyện này đơn giản thôi. Nàng mời tỷ nàng đến, ta sẽ sắp xếp một vị trí nữa. Ta nói với ngươi bao lần rồi, phải dùng người quan bảo hợp mới tìm thấy tỷ tỷ ta. Sao mà ngươi không nhớ vậy? Người đẹp à, ta cũng nói với nàng rồi, người quan bảo hợp giờ không thể lấy ra được. Nhưng mà ta có ý này, để sư phụ của nàng quá trang giả mạo thành tỷ tỷ của nàng, để giải tỏa bớt nỗi khổ của nàng. Không được đâu, mặt của cô ấy ta nhìn đủ rồi. Người đẹp à, tuy tỷ tỷ của nàng không tới, lão Ngô ta cũng sẽ không đối xử tệ với nàng, sẽ bù đắp cho nàng. Xin lễ thành hôn muốn cái gì? Tiền bạc châu báu của Tích Lôi Sơn hay là các loại tơ lụa ở dưới núi Tích Lôi? Chỉ cần nàng nói ta có thể cho nàng. Người thấy mấy cái đó tầm thường không? Người thấy ta sẽ thích hay sao? Thứ ta muốn chỉ có người quan bảo hợp thôi. Người đẹp đừng nóng vội mà. Ta không nói là sẽ không đưa cho nàng. Là lão đại của núi Tích Lôi, ta thề. Ngày hai ta thành thân sẽ chính là lúc ta đưa người quan bảo hợp cho nàng. Đây là giới hạn của lão Ngu rồi đó. Người đẹp đừng có ép ta nữa. Nếu không thì ta sợ ta sẽ làm hỏng người quan bảo hợp đó. Được thôi, người dám làm hỏng người quan bảo hợp thì ta cũng dám quỷ hôn luôn. Quỷ hôn? Nàng cho rằng nàng có thể thoát được khỏi núi Tích Lôi của ta sao? Trước đó khi nàng bị trọng thương, vết thương vẫn chưa hồi phục. Huống hồ pháp lực của nàng đã bị ta phong tỏa rồi. Giờ ngư phu canh phòng rất nghiêm ngặt. Ta khuyên nàng đừng có tốn công vô ích nữa. Cười cái gì chứ? Đồ mặt thối. Như thế này thì ta không cách nào để làm rồi. Nếu mọi chuyện đã phát triển đến bước này rồi thì chỉ bằng từ bỏ luôn đi. Nói đi nói lại, dù mà Dương thực sự tốt với muội đó, muội xem, rượu ngon, đồ ăn ngon, quần áo sang trọng, còn gì muội mà ly hôn với thiếp phiến công chúa, vậy không phải tốt hơn con khỉ thối đó nhiều sao? Đúng vậy ha. Hình như ta nên gả cho Ngưu Ma Dương. Trong chuyện tình yêu thì người được yêu sẽ không bị tổn thương. Nhưng tỷ tỷ có biết không, tỷ thề rằng phải giết tất cả những người phụ lòng trên thiên hạ này. Nhưng mà lòng người thay đổi liên tục. Ngưu Ma Dương hôm qua thích thiếp phiến công chúa, hôm nay thích ta, ngày mai cũng có thể sẽ thích tỷ. Nhưng tỷ lệ đó rất là nhỏ thôi. Người đàn ông như Ngưu Ma Dương thô lỗ, háo sắc nhưng rất là si tình. Chỉ cần muội muội bỏ chút công sức, nhất định có thể kiểm soát được hắn. Tới khi hai người sẽ có tình cảm bền lâu. Đây không phải là một chuyện tốt hay sao? Hiếm khi được tỷ tỷ đánh giá ta cao như vậy. Vậy Tôn Ngộ Không thì sao? Hôm nay hắn thích Bạch Tinh Tinh hay là tỷ, có gì khác nhau đâu chứ? Ngày mai có thể hắn sẽ thích muội. Muội cho rằng tỷ có đạo hành cao, nắm rõ được tình yêu nên mới giết mấy tên phụ lòng đó. Thì ra cũng chỉ như vậy thôi. Tỷ vốn dĩ cũng không thoát khỏi kiếp nạn của tình yêu. Im miệng đi. Người hiểu tình yêu không hả? So với tình yêu thì muội biết rõ về hai loại người mà tỷ muốn biết. Một là người không yêu tỷ, một là tình địch của tỷ, cho dù đó là muội muội của tỷ. Vậy thì ngươi mau chóng giữ lấy cái mạng nhỏ đó đi, từ bỏ Tôn Ngộ Không cưới Ngưu Ma Dương đi. Hắn yêu ta hay người khác thì sao chứ? Chỉ cần hắn là người ta thấy đó là ý trung nhân thì ta sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Tử Hà, đó chả qua chỉ là tưởng tượng của muội mà thôi. Nếu Tôn Ngộ Không quay lại, cứu ai cũng chưa biết chắc được đâu. Tỷ tỷ à, người mà tỷ cho là Tôn Ngộ Không không phải là Tôn Ngộ Không, mà là Lục Dĩ Di Hồng. Người nói cái gì? Chí Tôn Bảo là Chí Tôn Bảo. Hắn vốn dĩ không phải là Tôn Ngộ Không mà tỷ yêu. Tôn Ngộ Không mà tỷ luôn yêu. Hắn vốn dĩ không phải là Tôn Ngộ Không mà là Lục Dĩ Di Hồng. Bọn họ chỉ là trông giống nhau mà thôi. Hồng chí yên dọc, qua hồi liều dọc.